Từ trước tới nay thì cả ở ta lẫn cả ở Tây, việc mang thai và sinh con là điều chỉ có thể phụ nữ mới có thể làm được. Tuy nhiên theo thông tin mà hãng tin Reuters của Anh đăng tải ngày hôm nay thì gió đã đổi chiều. Và theo tuyên bố của các nhà khoa học, đàn ông có thể mang thai ngay trong ngày mai nếu như được áp dụng kỹ thuật tiên tiến hiện nay, đó là cây ghép tử cung. Theo hội y khoa sinh sản Mỹ, thì với phương pháp cấy ghép tử cung, những người đàn ông chuyển giới thành nữ sẽ có cơ hội tự sinh con thay vì phải nhờ mang thai hộ. Tuy nhiên, hiệp hội trên cũng khẳng định rằng là mặc dù có thể cấy ghép tử cung vào một cơ thể người đàn ông đã chuyển giới, song việc sinh nở tự nhiên là không khả thi. Do đó, thì phôi thai từ quá trình thụ tinh ống nghiệm sẽ được cấy ghép vào tử cung của người chuyển giới và khi đến thời kỳ sinh nở, các bác sĩ phải thực hiện ca đẻ mổ để đưa đứa bé ra ngoài. Bên cạnh đó thì các loại hormone đưa vào cơ thể bệnh nhân cũng phải được theo dõi nghiêm ngặt xem có làm thay đổi và gây ra sự thay đổi nào trong quá trình mang thai hay không.